Chương trình phối hợp công tác truyền thông giữa Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam vừa được ký kết là sự kiện có ý nghĩa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao với tinh thần chủ động, cởi mở, hợp tác giữa hai bên. Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế tương tác trong truyền thông giữa Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, tám nội dung hợp tác giữa hai đơn vị thể hiện sự tiếp cận mang tính xây dựng của Bộ Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ được giao phó, bộ trưởng trần tuấn anh đề xuất ngay sau lễ ký này bộ công thương và đài truyền hình việt nam cùng xây dựng kế hoạch chi tiết về các kế hoạch truyền thông dài hạn tập trung vào các điểm nhấn quan trọng có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế xã hội bộ trưởng mong muốn đài truyền hình việt nam hỗ trợ kỹ năng về truyền thông cho các cán bộ ngành công thương cũng tại lễ ký kết tổng giám đốc đài truyền hình việt nam trần bình minh đánh giá cao sự thẳng thắn của bộ trưởng bộ công thương trong tư duy tiếp cận theo hướng xây dựng thông qua tương tác truyền thông lĩnh vực của bộ công thương rất rộng do vậy lãnh đạo đài truyền hình việt nam hy vọng lãnh đạo bộ công thương tạo điều kiện cho các phóng viên đài truyền hình việt nam tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh nhất từ đó góp phần định hướng và tạo sự đồng thuận của người dân xã hội và doanh nghiệp với sự điều hành của chính phủ nói chung và bộ công thương nói riêng